Truy cập ngay cửa hàng ruby.net với những vòng quay quay là trúng mà trúng mì toàn ạc khủng với kim cương. Và còn có ạc free file siêu rẻ xài vào là có người yêu. Còn thêm cả mini game random thử vận may tham gia ngay để có cơ hội làm người yêu của chủ shop ạ. Ok luôn, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đến với show của mình. Thì mình lại là Ruby đây và vẫn là mình và bài là mình với lại kênh của mình mà. Thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại một clip về free file, nhưng mà là reaction tiếp các bạn ơi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi vừa tìm được một video mang tính chất là cái gì nhỉ? TikTok Free Fire, những khoảnh khắc hài hước vui nhộn và tình yêu trong Free Fire. Nghe nó cũng lạ và hấp dẫn và độc lạ bình thường. Nên là thôi, reaction thử để xem như thế nào. Và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, anh em đừng quên là hãy nhớ ủng hộ và xếp bạc cửa hàng ruby.net của mình đã để dưới phần mô tả và phần bình luận nha các bạn ơi. Rồi, không để anh em chờ lâu, bây giờ tôi ngồi reaction luôn nè. Đầu tiên là cái video gì đây, tôi mở luôn cho anh em xem luôn cho nó nóng này. Oh my god, ok. Cái này tôi rất là bị gặp phải nhiều nè. Có một cái tự nhiên tôi đang, ví dụ tôi đang đi sinh tồn đi, hay là tôi đang đi chạy bo, hay là tôi đang chơi tâm tử chiến và đậu xanh gao má cục thính rơi ngay đầu tôi luôn anh em. Mà thế là tôi ngẫm củ tỏi hồi nào tốn hay luôn. Như cái video này luôn nè anh em. Hay, hay. Cái video đoạn đó là nói lên tiếng lòng của bao nhiêu con nhân chơi Free Fire luôn em ạ. Quá chuẩn luôn. Ông này hả hoa hả? Rồi con nhỏ này đi lên. Rồi con nhỏ này không chịu. Rồi nhỏ này hả tim. Ủa là sao cho nổi? Không biết nữa. Cha tỏ tình người ta, rồi người ta hả tim cho cha, rồi cha bắn người ta là sao cha? Rồi, hảo án. Hảo án. Cuối F3 kìa. Trời đất ơi, thề luôn cái thời mà còn bị Covid á, nhiều người hay nói EF0 kìa, chỉ lại EFA kìa, quải chữ luôn anh em ạ, trời ơi. Xin lỗi được chưa? Giờ báo phải là FA nữa mà là F1 được chưa? Không phải FA nữa mà là F1. Hay, được, được, hay. Hả? Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Hay anh em, hay. Quái cái chưởng kìa cái chứ. Ông nào edit đừng vậy là tôi lại luôn nha tôi. Lại gì cái chứ, quái gì cái chứ, trời ơi. Hey luôn. Tôi rất là thích cái con bé này luôn các bạn ơi. Tôi cực kỳ thích con bé này, nó dễ thương tới cái mức mà tôi. Đây là con bé Axelot nha các bạn. Nếu mà trong bên trong Minecraft là Axelot nha. Hề dễ thương cực kỳ luôn các bạn ơi. Cute cực kỳ luôn. Đúng đúng. Một video đang nhảy. Trời đất ơi, nó lia ca mà tôi muốn đau đầu chóng mặt hoa mắt ù tai, suy giảm trí nhớ, suy giảm trí thần kinh. Two hours later. À, tự hy sinh chính mình để không giết con gái. Được, hảo hán, đúng là đàn ông đích thực. Vỗ tay, vỗ tay. Thằng quỷ mày gái. Còn đây là tao. Khi người yêu tao chém tao, chiên 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 chiên, tao quạo rồi nha. Còn đây là tao khi bắn người yêu tao.
Rồi có ai cho tôi biết là cái ý nghĩa của cô bé đang nói là cái gì không? Trời đất ơi, tôi xem mà tôi trầm cảm luôn á, đêm ơi. Là sao? Ai mà biết. Từ từ anh em, tôi đang xem là tôi đang kiểu, ủa là sao? Chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn anh em ạ. Hệ phản đam cực gắt, những câu nói của gái vô duyên. Chúng mày càng soi thì bố mày càng sáng. Hàng pha kè cứ nghĩ mình là hàng limited. Hay hảo á, hảo á, hảo á. Đàn ông chưa có sự nghiệp thì đừng nên nghĩ chuyện yêu đương. Chưa có sự nghiệp hay có sự nghiệp cũng chưa đến lượt mày. Hảo hán, hảo hán. Đây thật lòng năm anh thì bị ba anh cắm sừng. Một trong ba anh đấy là anh. Ông này ghê, được, được, được. Ghê, ghê, đúng là đàn ông. Tôi bó tay luôn anh em ơi. Tôi bó tay là tôi không biết nói cái gì tới luôn đó các bạn. Con trai cao dưới 1m7. Con gái cao trên 1m7 hay cao dưới 1m7 thì vứt, vứt vào tim anh. Còn riêng em thì vứt vào đây này. Hai, cái này tôi hít câu này nè anh em ơi. Được, hai. Công tử, gì? Chị bê đê đi. Không, có bạn gái mà bê đê gì? Công tử. Ai là hai ông này đã có người yêu là hai cái bạn ngồi ghế rồi và vẫn đòi chơi PD đó các bạn, đòi chơi PD chung với người này Hương được cái Hương, trời ơi. Oh my god, bạn này làm video hay vậy. Uầy, cái video ai mà làm kiểu animation kiểu này vậy 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 hay vậy. Từ từ để tôi xem lại cho anh em xem này. Hai đứa 10 điểm. Nice. Làm cái liếc chứ làm gì cha. Trời đâu thanh vô hỏi hoài luôn trời. Anh đánh nhạc đi. Bà Ly cho em xin lại cái đoạn lúc đầu nha. Cú cú, cú 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 cú. Không hiểu. Tôi không hiểu anh em ơi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Trời ơi, tôi xem mà tôi không thấy hài nãy giờ luôn em ơi, bó tay luôn. Chị hôm nay mình có người mới. Bình thường mà ngày nào mà chả có. Nhưng mà người mới này ngầu lắm. Hơn cao luôn hả? Để em mời vô cho chị xem. Ok ok. Ê mẹ ơi, tính ra trong đoàn mình dễ gãi ghê á. Thôi ơi, mày giới thiệu mấy anh cho tao á. Tao gãi một cái dính hết luôn. Ghê vậy ba. Mày đã tin về tài năng của tao chưa? Mày hay ghê luôn á. Mày đang chán quá mày, còn ai không? Mày vô đi. Tao còn một anh nữa. Đây anh này nè. Anh này nè. Tự ảo tưởng. Nhưng mà hơi khó nha. Làm gì khó. Anh có người yêu rồi. Anh này hơi khó thì có để chị kiếm anh khác cho em à. Có người yêu rồi càng thú vị hơn. Sao gọi là thú vị được, phải gọi là mạo hiểm mới đúng chứ. Thôi mẹ ơi bỏ đi, người yêu anh dữ lắm đó. Nghe lời con My đi, bỏ qua thằng này đi. Dữ cỡ nào, dữ bằng em không anh? Tào lao ai nói dữ vậy, hiền khô và hiền nhất cái quân đoàn luôn á. Không tin thì hỏi My đi. Thôi mẹ ơi bỏ đi, tao nói thật mà. Tóm lại nó là con nào? Là con này nè. Hay, hay. Hay một pha đến từ bạn kệ mưa. Không biết đặt tên sao nhưng mà hài quá anh em, kể mưa được. Hai, hai, hai. 10 điểm liền, 10 điểm cho bạn mưa liền. Em không yêu nữa đâu. Đau lòng quá. Mày bị điên à? Mày bị điên à? Không yêu người này thì yêu người khác, vậy thôi. Cảm như ngon lắm vậy á. Cái thứ gì đâu á. Sao dạo này anh thấy em bắn ngu như con bò ấy. Có thể là mọi người xem cái câu này mọi người thấy nó kiểu bình thường, nhưng mà cái ông em nói sao vậy này, anh thấy em bắn ngu như con bò. Vừa đau lòng mà vừa hài. À thế à. Ừ thì em bắn ngu như con bò mà. Anh nói em ngu như con bò nhưng mà em là người yêu của thằng nói em ngu như con bò đấy. Khác gì thằng đấy cũng là con bò đâu. Con bò gì vừa xấu xí lại còn xấu xa lại còn mồm hôi nữa. À ừ em chả nói anh đâu, em chỉ nói thằng mà em ngu như con bò thôi. Được rồi anh cút con. Ủa ơ. Hai. Hai. Được. Chiều. Hai. Quá được luôn. Làm người yêu mình một tháng 2k kim cương.
No, làm bạn nha. No, phải no mới chịu đó anh em. Làm người yêu mình một tháng 2k kim cương. Anh yêu em yêu dữ lắm. Anh yêu em yêu dữ lắm. Một kim cương, một kim cương. Nhảy. Tí nào một kim cương cho. Nhảy luôn đó. Dễ thương, dễ thương. Ê, cái này hay nè em, cái này hay nè. Quậy chữ không nổi đâu, ông bò vậy trời. Tao thách mày đánh tao đó. Tao đánh mày giờ mày dám thách tao hả? Mày đánh đi, tao mét ba là mày đánh tao nè. Ghê thằng kia. Có gì không ba? Mày lớn đâu rồi mày còn đánh em? Mày biết mày cuốn nặng lắm không? Ủa thấy sao ba lớn hơn con, sao ba đánh con mà ba không có nặng? Nani? Tớ thay. Tề luôn, tôi không biết ai nghĩ ra mấy câu này. Hay thiệt đó em ơi, quá bá cháy bỏ chén luôn trời. Hay được. Ok các bạn ơi, đây cũng là lần đầu tiên mình reaction những cái video mà về TikTok Free Fire. Nếu mà các bạn thấy video nào hay là dễ thương hay là vui, nó khiến mình cười, các bạn hãy nhớ là comment bên dưới cho tôi để tôi lấy video đó reaction thử nha mọi người ơi. Còn bây giờ thì tôi cũng xin kết thúc video đây. Nếu các bạn thấy video này hay, chúng ta sẽ subscribe và nhấn cái chuông nhỏ để ủng hộ kênh của tôi nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em.